Hello các bạn nha, hôm nay thì em tiếp tục trở lại hệ thống xe máy Hứa Thịnh Phát chi nhánh Tân An Bình Dương nè, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe trong cửa hàng nha anh chị các bạn. Hôm nay Winner thì nghe nói là cũng khá là hạ nhiệt mạnh luôn nha anh chị ơi, và đặc biệt thì hôm nay có lên những cái màu mới nè. Hôm nay cùng với Thu Hiền, chào em. Thu Hiền xin chào cả nhà nha, rồi chào anh. Hôm nay giá xe như thế nào em? Giữa tháng 12 và cuối tháng 12 này giá xe bên Hiền cùng tạm bình ổn đấy. Và sắp Noel rồi á, thì Thu Hiền xin chúc cả nhà một tháng Noel và một năm Noel an lành và hạnh phúc ha. Thì hôm nay đến với video này Hiền xin giới thiệu đó là Winner V3 bên Hiền và F150, 155. F150 là phiên bản của 2023 cả nhà đang được rồi. Không nha. Dạ. Thì đầu tiên giới thiệu cho anh những chiếc Winner màu mới trước đi em. Cái hàng màu mới màu tím rồi kia. Em có màu tím lần đầu tiên lên đó cả nhà. Con này thì lần đầu tiên bên Hiền quay video, nhưng mà cái con này bên Hiền cũng bán rất là khá nhiều rồi á cả nhà. Giá xe em nó cũng rất là bình ổn á. Thì con em này bên Hiền được thiết bị là ABS và có rất là nhiều đồ chơi. Rất là đẹp ha cả nhà. Như phuộc, gắt chân, gắt tê và cái cạng này. Cạng này rất là cứng này các bạn. Dạ. Những phụ kiện này thì nếu mà các bạn mua xe lắp luôn thì mình có hỗ trợ giảm giá thêm được không em? Có anh, bên Hiền sẽ hỗ trợ cho cả nhà giảm 50% và được bảo hành 2 năm của cửa hàng á. Và khi cả nhà lắp những cái đồ chơi này thì bên Hiền sẽ gửi đồ zin lại cho cả nhà nha. Không có sợ mất nha cả nhà. Rồi, dạ, cái màu sơn này thì mình bảo hành sao em? Dạ, màu sơn này cửa hàng Hiền có bảo hành cho mình là 2 năm anh. Tem cũng khá là bên Hiền bắt sơn mắt lên nha mọi người. Cả nhà. Đây. Dạ, sơn lên. Ví dụ như cái màu tím này mà ai mà thích cái tem khác thì bên Hiền có thể lên cái tem khác cho cả nhà được theo sở thích của mình ha. Đó là mình muốn ghi tên cho khách hàng lên đó được, luôn à. Được không? Có khách hàng đang đặt á, em cũng có làm luôn anh. Và giá cả như thế nào em? Giống Hiền cái con này thì bên Hiền em con em này màu tím ABS thì bên Hiền đang ở bán mức giá là 35 triệu ạ. Chưa phụ kiện nha. Như các bạn mình thích mà đặt theo cái ý tưởng của các bạn mình thì giá lên màu nó như thế nào? Cùng 35 triệu luôn anh. Đó là ABS, còn CBS này nó rẻ hơn 1 triệu là 34 nhé. Tiếp tục là màu xám xi măng nè mọi người. Dạ, màu xanh xi măng này bên Hiền của là CBS thì 34 triệu này cả nhà. Và cả nhà muốn màu này của ABS có luôn nha, màu này của ABS cũng có luôn. Đây, cùng lên full đồ chơi. CBS thì nó không có thắng địa và không có sạc dự phòng thôi, còn nó cũng khá là giống như cái này, nó chênh nhau 1 triệu ở cả nhà. Bên Hiền hiện tại bây giờ có ship xe các tỉnh giống như là miền trung bộ và các tỉnh miền tây, ngoài bắc thì xa quá thì hiện bên Hiền không ship được nha. Nếu mà các bạn ở xa ví như là từ độ Quảng Ngãi đổ về á thì bên Hiền có nhận ship xe. Rồi, đặc biệt mà khi anh chị ở xe mà nếu một thiện chí mua xe bên em đến cửa hàng thì em hỗ trợ sang xe đi lại không em? Xa hay gần gì gặp Hiền sẽ được giảm giá cả nhà. Đều được giảm giá từ 500 đến 1 triệu tùy phương cách và tùy xe nha. Và ngoài ra được giảm tất cả các đồ chơi 50% khi gặp Hiền, liên hệ với Hiền và combo quà tặng trị giá 2 triệu. Rồi, tiếp tục thì còn màu mới nào nữa không em? Có màu đỏ này anh. Màu đỏ này thì lần đầu tiên bên Hiền lên luôn á cả nhà. Màu đỏ đen xanh, rất là đẹp này cả nhà ơi. Cái con này hình như là mình có xuống lớp nhỏ với lại mâm này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cái mâm này, cái bánh này là bên Hiền xuống mâm nhỏ nhá. Mâm nhỏ và cả nhà mà muốn trở về zin hay làm màu zin mà sơn màu đỏ thì bên Hiền có làm luôn nhá. Bên Hiền có thiết bị là ABS này. ABS và luôn. Có chống độ bởi vì két nước, nói chung là xe em này cũng khá lên là nhiều phụ kiện đó cả đen. Nhà. Dạ. Con em này bên Hiền cũng lên cũng khá nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên có nó để quay cho cả nhà xem á. Tại vì bên Hiền lên là bán ở cả nhà. Màu đỏ này thì để mình đi chơi Tết cũng rất là hợp với mọi người. Màu đỏ rất là hợp với Tết ha. Thì ai mà hợp với con màu đỏ hoặc là thích cái con màu đỏ này cứ inbox riêng cho Hiền, Hiền sẽ tư vấn nhiệt tình cho cả nhà nha. Và như con này là con tem 3D á cả nhà. Và mua góp thì chỉ cần trả trước cho Hiền 4-5 triệu trở lên là lấy xe về rồi. Và bên Hiền có bắt màu zin luôn. Màu zin của CBS thì chỉ có 32.500.000 thôi. Còn ABS thì hơn 1 triệu, đó là 33.500.000. Giá xe Hiền báo đây chưa bao gồm phụ kiện và lăn bánh. Cả nhà mình có yêu thích màu nào thì cứ inbox cho em Hiền sẽ báo giá lăn bánh cụ thể cho mình ha. Rồi Hiền xin giới thiệu đó là hai con em này là màu xanh đen cùng là tem 3D cả nhà. Bên này tem nổi lên là màu đỏ và con này cái bên này là màu vàng. Xe này bên Hiền đều là CBS và có ABS luôn nha cả nhà.
Hình như là nó chỉ là khác màu thôi, là anh thấy là tem lại giống nhau rồi, đúng không? Khá giống nhau anh, tại vì giống nhau luôn chứ, dạ, khá gì em. Màu. Giống nhau luôn, nhỏ khác màu thôi. Chỉ là khác màu thôi. Hôm vừa cùng ngồi vàng này nè, cùng quay video mà có anh người Gia Lai á. Mua mà xong em mình ship về Gia Lai luôn á. Con này mình có lên mâm nè em, mâm khá đẹp nè các bạn. Dạ, mâm đôi. Ngoài mâm này ra thì bên em còn rất là nhiều mâm khác nữa nha cả nhà. Ai không thích mâm này thì bên em về mâm khác cho cả nhà nha. Rất là nhiều, số mâm nhỏ, mâm lớn hay mâm vừa gì có hết. Và các bạn mà mâm tay, tay. Các bạn mà lấy con này về mà đi Tết là đúng luôn à em ơi. Dạ. Có hoa mai ha. Đỏ mai, đỏ này. Và khá là nổi luôn á. Và màu xanh hai con em này thì giá bằng nhau. CBS là 34 còn ABS là 35 nha cả nhà. Winner X thì mình còn chiếc em. Dạ. Cập nhật liên hệ với em hiện thì được giảm hơn nữa nha. Cái này là Winner X. Winner X là nó chìa khóa thường á cả nhà, còn V3 là chìa khóa thông minh. CBS và ABS đều chìa khóa thông minh ha. Thế con em này là được sử dụng là ABS luôn á cả nhà. Và bên Hiền con này là HRC. Nó là Winner X nhưng mà tem của nó là phiên bản của 2022 nhá. Bản HRC. Dạ đúng rồi, bản HRC của ABS. Và con em này bên Hiền đang bán ở mức giá là 32 triệu á cả nhà. Rất là 32. Rẻ luôn. Và mua gốc thì chỉ cần trả trước cho em Hiền từ 3-4 triệu rồi lên là được rồi nhá. Ví dụ như cả nhà mình mà muốn mua gốc mà nhìn gói cả vẹt gốc á thì trả trước cho em Hiền 40% giá trị của chiếc xe là được rồi nha. Rồi. Rồi, em Hiền xin giới thiệu E150 bên Hiền luôn nha cả nhà. Để Hiền xích ra đây cho. Ồ, bản này là bản 2023 á em. Dạ đúng rồi anh. Màu xanh này gọi là xanh GB, xanh đen á. Nó khác hẳn với những cái màu xanh GB của những năm trước. Thì nó nổi bật hơn là nó có thêm màu đỏ này anh. Có thêm màu đen. Xanh GB đợt trước á, của mấy năm trước á, nó chỉ màu xanh thôi và không pha lộn trộn những màu khác. Thì năm nay nhà sản xuất nó ra xanh đen cộng đỏ luôn ha, xanh đen đỏ. Cái này là nhà sản xuất sơn lên như vậy á cả nhà, nhìn giống như màu 3D đúng không? Bản này hiện tại thì nhiêu em? Giá xe này thì bên Hiền đang bán ở mức giá là 42.500. 425 các dạ, bạn ạ. Trả góp mình trả trước nhiêu em? 4 triệu là được rồi anh. Ok luôn. Ngoài cái bản này ra màu này thì mình còn màu ngoài nào nữa? Ngoài màu này ra bên Hiền còn rất là nhiều màu khác. Có màu trắng ngọc trinh, trắng tem tím cũng đẹp mà. Những cái màu này là sao em? Màu này là màu 3D này anh, màu này là phiên bản giới hạn của 2021. Dạ. Bản này hiện tại có giá là nhiêu em? Con này thì 441 thôi. Còn cái con này là 43, màu 3D thì thêm Hiền 2 triệu nữa. Màu hồng rất là xinh luôn các bạn, dễ thương nha. Dễ thương. Rồi, 2023 thì mình còn hình như là một chiếc ngoài này nữa đúng không em? Dạ. Con đỏ cam xám, xám đen cam mâm cam. Đây, phiên bản này cũng rất là bên Hiển bán, thật sự là nói là hiếm khi mà quay lên được cho cả nhà xem lắm, tại vì bán rất là chạy ở cả nhà, không kịp về xe cho quay cho cả nhà để Hiển quay lên. Bản này thì giá nó cũng đồng với cái dạ, đúng chiếc rồi, nãy em. Năm á cả nhà. Đấy. Khá là đẹp nhưng mà. Màu này ra thì bên Hiển còn màu trắng xanh, trắng tím trắng tím nữa. Tem màu tím á, nó cũng khá là đẹp á. Cả nhà muốn biết màu 2023 150 thì cứ mút cho em Hiển ha. Em Hiển gửi màu cho mình tham khảo nha. Rồi, thì 150 này chỉ cần trả trước cho em Hiền 4-5 triệu rồi lên là sử dụng em nó rồi. Rồi, giờ xin giới thiệu về 155 bên Hiền nha cả nhà. 155 này, con này cũng lần đầu tiên Hiền quay video luôn đó cả nhà. Trắng ngọc trinh thì trắng mà trắng màu zin cũng có nhưng mà tem nó sẽ khác. Và 3D thì nó lên tem nhiều hơn. Đó là tem nó màu đỏ, bên Hiền là sơn hoàn toàn nha cả nhà. Monster nó là kiểu như là giống như con em Monster jean á, nhưng mà màu nó chỉ khác thôi. Và cái con này là không có là con jean nha cả nhà, con này bên Hiền là sơn lên á, sử dụng chìa khóa mắt khay này và có sạc dự phòng một bên. Và bên Hiền có lên bao tay tay thắng rất là đẹp cho mình lưu thông đi đường xa phượt ngày Tết á, rất là êm tay. Ba cái đồ chơi này cũng rất là mềm á cả nhà, và được em Hiền giảm giá nữa, bảo hành nữa. Thì con em này bên Hiền đang bán mức giá là luôn cả màu sơn là chìa khóa thông minh 45 triệu thôi. Còn màu 3D mà chỉ có thường á chỉ có 43 triệu thôi cả nhà, rất là rẻ luôn á. Ngoài những cái dòng xe này màu rất là nhiều, em Hiền lướt qua nha. Cả nhà mình thấy màu nào thích thì cứ inbox cho em Hiền nha cả nhà. Rất là nhiều màu khác luôn. Đây, màu xám này cũng đẹp đây cả nhà. Màu cam này ha. Màu đen vàng đồng này. Rồi, màu này cũng đẹp này. Em Hiền lướt qua thôi cho cả nhà tham khảo ha. Màu zin ẹt 155 chìa khóa cơ bên Hiền là 42 triệu, còn màu 3D thì 43.
thường thường là 44 á, nhưng mà năm tháng này rẻ hơn 1 triệu. Còn chìa khóa thông minh á mọi người, là chìa khóa thông minh á là 44 triệu, còn màu 3D á là 45 triệu thôi. Liên hệ với em Hiền sẽ được giảm 1 triệu. Ngoài ra bên Hiền còn bán rất là nhiều dòng khe khác, MX King, F 155 MX King á, Vario 155, quên xin lỗi cả nhà 125, 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 125
Hiền đều bán luôn. Thủ tục mua góp bên Hiền rất là đơn giản, là chỉ cần có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân gắn chip là được rồi. Video này Hiền xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp cả nhà nha. Bye bye.